cái đặt ra thẳng thì có một câu hỏi nhỏ dành cho em và một câu hỏi nữa liên quan đến cuốn sách. Thì câu hỏi thứ nhất đó là liên quan đến cá nhân em, thì theo em thì em có thể chia sẻ với thầy cô với các bạn là lý do nào mà em lựa chọn cái cuốn sách này để chia sẻ với các thầy cô, với các bạn, với các bậc phụ huynh. Thứ hai nữa là trong cuốn sách thì đề cập đến những vấn đề là các con người theo chủ nghĩa xê dịch, hay nói cách khác là các phiêu lưu, con người trôi lạc, rồi là con người mà sâu lạc theo một cái phương hướng rất hiện đại. Như vậy thì em thông qua cuốn sách đấy thì em có những cái điều gì đó mà muốn chia sẻ và muốn cảnh tỉnh mọi người khi mà chúng ta theo cái phương hướng sống, cái xu hướng này. Xin hết câu hỏi. Về câu hỏi đầu tiên thì ngoài cho những dạy các cuốn sách đó là cực kỳ hình ảnh của cuốn sách này rất là trầm rộng đối với em. Như chúng ta đã thấy hôm nay, hình ảnh tác giả đã gọi là hình ảnh rất là vui sướng trên vách đá cực kỳ là cao. Em đã cảm thấy bản thân cực kỳ hút hồn ngay lập tức khi nhìn tấm ảnh này. Và thứ hai cũng là do cái tên của tấm ảnh cũng cực kỳ đặc biệt. Tôi có một con lửa. Em đọc xong tất nhiên cả em nêu câu hỏi bắt đầu là tại sao có nhiều con vật khác xinh đẹp thì đẹp hơn mà tất cả được so sánh như con lừa. Thì để trả lời câu hỏi đấy, tác giả viết ngay trong cuốn sách, bởi vì con lừa thì nó luôn thiên chuyển, nó không bao giờ ngừng lại. Vì thế tự chân sự tiến lên, tự nhiên mãi của loài người để trở nên thành công hơn, tốt đẹp hơn, càng nhiều thành tích trong cuộc sống. Về câu hỏi thứ hai của thầy về chủ nghĩa xê dịch hiện nay thì cuốn sách các thể thí lực tác giả với tương lai cũng là con người rất thích du lịch, thì cô đã đi hơn tấm bước ra từ cái bắt đầu chén giờ. Nhưng nếu cô cũng đi như vậy thì cô khác gì so với bạn trẻ theo chủ nghĩa xê dịch hiện nay, những người thích du lịch chỉ vì theo trend hay là chỉ vì du lịch để lấy điểm check in, lấy điểm khoe bạn bè. Điều quan trọng không phải là việc ta đi đến đâu, những địa điểm này có hay không, mà là ta giúp ta được điều gì khi ta đến nơi đấy. Nơi đấy đã để lại những gì ở trong ta, để giúp ta thay đổi một phần như thế nào của con người của mình. Khá ấn tượng với bạn Trường An thì với một cái sự chia sẻ là khá là chân thành. Cái bạn đem đến cho câu lạc bộ sách một cái sự chân thành, và cái sự chân thực đấy như là một cái sự hấp dẫn cho câu lạc bộ, cho những thành viên trong ban khảo, cho những người nghe có thể tiếp cận được cuốn sách của bạn hay và lan tỏa được cái tình yêu sách của bạn cho mọi người.